tha nhân đời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc nước trời và hạnh diện tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là mẹ thánh tử Giêsu và là mẹ giáo hội. Xin cho yên tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Một lần nữa cùng với cha phó, cùng với quý cha cha Ismail và quý thầy phó tế đặc biệt thầy Đông và sơ tươi, chúng con kính chúc quý chức trong ban thường vụ hội đồng mục vụ, quý ông bà và anh chị em và tất cả các anh chị em trong các ban ngành hội đoàn phong trào của giáo xứ, những các anh chị em giám viên và ban thường thánh viên lời Chúa, ban thường viên thánh thể, em lễ xin ban trật tự và ban thánh thiết của giáo xứ. Một năm mới 2018 để tràn ơn Chúa và lúc nào chúng ta cũng có những niềm vui. Cảm ơn. Vậy bây giờ sau mỗi thánh lời nguyện đặc biệt thì chúng ta thưa amen. Xin ông bà chị em cúi đầu. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành, ban cho anh chị em muôn ơn vàng, tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an sáng mang. Amen. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mê. Amen. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc và hướng dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi.